nhằm tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành thành đoàn lần thứ 19 khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022 mở rộng. Năm 2021 là một năm đầy thách thức khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tổ chức đoàn các cấp đã có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong các hoạt động, góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân khắc phục hậu quả do dịch, khôi phục kinh tế văn hóa xã hội. Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã công bố 10 sự kiện, vấn đề công trình tiêu biểu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021. Tại hội nghị, các cơ sở đoàn đã chia sẻ một số mô hình giải pháp hay trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, như mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19, nâng cao hiệu quả tham mưu cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị từ kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đoàn, công tác tập hợp thanh niên trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng khen cho các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố, trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua cho các tập thể. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia thành 5 tổ thảo luận để cùng góp ý cho chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2022. Trong khuôn khổ của hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2021 cho 36 tác phẩm báo chí tiêu biểu. Các tác phẩm tham gia giải thưởng năm 2021 đã kịp thời phản ánh những sự kiện hoạt động nổi bật của công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong đó nhiều tác phẩm phản ánh vai trò của đoàn viên thanh thiếu niên thành phố trong việc chung sức cùng đảng bộ chính quyền thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị và xã hội